Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với kênh của Nguyễn Quy Ruby, thị trại của Nguyễn Quy Ruby ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Nhân dịp đầu tháng 12, bên trại Nguyễn Quy Ruby xin cập nhật cho anh chị em chơi một số dòng cá tập chơi và tiện giống của bên trại của Nguyễn Quy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi, siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Thì đợt này anh chị em mua đơn hàng 500k thì bên Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phí ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 12 tháng 12 2023 nha anh chị em. Đơn hàng 500k thì bên Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phí ship cho anh chị em. Như anh chị em đã thấy đây là Dumbo Bit Elatium nè. Rồng đỏ BDS Hắc Môn anh chị em. Giá thì cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ. Thì dòng đầu tiên bên em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Full Gap Blue Air. Full Gap Blue Air thì chỉ có 40k một cặp thôi anh chị em ơi. Combo 5 cặp thì chỉ có 200k thôi. Giá thì cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Đầu nó màu xanh xanh như cái nón bảo hiểm. Tai bơi của nó là màu xanh đó anh chị em. Thì dòng này được lai tạo từ con Full Gap BDS và con Dumbo Red Tail anh chị em. Nên mang tên là Full Gap Blue Air. Full Gap Blue Air thì chỉ có 40k một cặp. Combo 5 cặp thì chỉ có 200k thôi, giá thì cực kỳ mềm luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em các dòng cá tập chơi và tiện giống. Có bên trại của Nguyễn Quy Ruby cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi, siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng đỏ. Xin lỗi, rồng xanh Latium, rồng xanh Latium thì chỉ có 60k một cặp thôi anh chị em ơi. Anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi anh chị em ơi. Giá thì cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Rồng xanh Latium 60k một cặp, combo 5 cặp là 250k anh chị em. Thì anh chị em thấy cái vây đuôi của nó màu xanh cực kỳ đẹp không? Giá cực kỳ rẻ luôn. Thì con cá mái con rồng xanh Latium này anh chị em chút xíu. Đây, cá mái con rồng xanh Latium. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Bit Elatium tiện giống anh chị em. Dumbo Bit Elatium tiện giống thì chỉ có 80k một cặp thôi. Combo 5 cặp thì chỉ có 350k thôi anh chị em ơi. Size là size sinh sản luôn, thì tay bơi của nó là tay bơi xanh. Lưng full Latium bản đuôi đỏ anh chị em. Dumbo Bit Elatium tiện giống 80k một cặp. Combo 5 cặp thì chỉ có 350k. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Dumbo Bit Elatium thì chỉ có 80k một cặp anh chị em. Combo 5 cặp thì chỉ có 350k anh chị em ơi. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì đợt này bên em cũng có cập nhật các dòng cá lóc vây xanh, nếu chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được. Bên em sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em. Tiếp theo thì em sẽ cập nhật cho anh chị em một dòng cá cực kỳ rẻ được mang tên là Blue Tarzan anh chị em. Blue Tarzan thì combo 5 cặp chỉ có 150k thôi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Thì đợt này bên em cũng có cập nhật các dòng cá lóc vây xanh, nếu chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc vây xanh thì có thể coi tới cuối video, bên em sẽ cập nhật và báo giá các dòng cá lóc vây xanh cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng coi đỏ Gene anh chị em. Coi đỏ Gene thì combo 5 cặp chỉ có 150k thôi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được. Bên em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản. Dành cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh của Nguyễn Quy Ruby. Thì anh chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby cho anh chị em cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đại dành cho anh chị em đợt tháng 12 này. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng đỏ BDS Hắc Môn chỉ có 60k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp chỉ có 250k thôi anh chị em. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Rồng đỏ BDS Hắc Môn 60k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi. Anh chị em thấy cái vây đuôi của nó BDS Hắc Môn cực kỳ đẹp không? Giá cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn.
thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k nha anh chị em. Phí ship toàn quốc là 40k, bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng xốp để anh chị em chơi, anh chị em nhận hàng được kiểm tra hàng và có chính sách bảo hành. Đối với bên kênh của Nguyễn Quy Ruby thì đây là em quay con cá mái con rồng đỏ BDS Hắc Môn cho anh chị em xem. Rồng đỏ BDS Hắc Môn chỉ có 60k một cặp, combo 5 cặp chỉ có 250k thôi anh chị em ơi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Hắc Blue BDS Bết Teo anh chị em. Hắc Blue BDS Bết Teo thì chỉ có 60k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi. Anh chị em thấy cái vầy đuôi BDS Hắc Môn của nó cực kỳ đẹp không? Dòng này anh chị em thả thì xin thùng xốp hộp kính đồng bộ đều được. Đặc biệt anh chị em thả hộ kính thì cực kỳ đẹp luôn, giá thì cực kỳ rẻ luôn. Hắc Blue BDS Bết Teo chỉ có 60k một cặp, combo 5 cặp chỉ có 250k nên anh chị em ơi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghi trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng coi ghét e nha anh chị em. Coi ghét e thì chỉ có 80k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 350k thôi, giá cực kỳ rẻ luôn. Anh chị em thấy cái lưng của nó cực kỳ sâu không? Thì chống máy của dòng này thì đặc biệt con cá máy lúc nào sang cá máy con coi ghét e nó cũng bự hơn cá trống. Dòng này là đặc thù là gì? Coi ghét e tiện giống chỉ có 80k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 350k thôi anh chị em ơi. Tính ra anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 70k một cặp ha. Tiếp theo thì báo giá anh chị em chơi là Ivory BDS Hắc Môn. Ivory BDS Hắc Môn thì là 80k một cặp. Anh chị em thấy cá cực kỳ đẹp không? Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng xốp để anh chị em chơi và không tính phí thùng xốp anh chị em. Thì bên em xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi đợt này dành tặng cho anh chị em là bên em sẽ hỗ trợ phí ship đơn hàng 500k cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 12 tháng 12 2023. Anh chị mua đơn hàng 500k thì bên em sẽ hỗ trợ phí ship cho anh chị em. Đây là con cá mái con Ivory nè anh chị em, xây là xây sinh sản luôn, số lượng cực kỳ nhiều luôn. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng cá lóc vây xanh. Lóc vây xanh thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 90k một con. Thì anh chị em lấy cái vây của nó cực kỳ xanh không, tay bơi là tay bơi bốm luôn, cực kỳ sung luôn. Lóc vây xanh chỉ có 90k một con anh chị em ơi. Thì cuối video bên em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ và đồng hành cùng kênh Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin chị em để lại một lượt like, một lượt bình luận, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để kênh các cảnh Nguyễn Quy Ruby ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại một lượt like, một lượt subscribe, một lượt bình luận để kênh các cảnh Nguyễn Quy Ruby ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua.